Ngày 28 tháng 3, trang tin baza dẫn lời từ một nguồn thạo tin ẩn danh rằng các nhà điều tra Nga đã phát hiện có dấu vết của thuốc hướng thần trong máu của bốn nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Thuốc hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu dùng nhiều có thể gây nghiện. Theo baza, cả bốn tay súng đều có chất hướng thần trong máu làm thay đổi nhận thức về thực tế, từ đó suy luận ra rằng những nghi phạm này đã sử dụng thuốc không rõ tên trước khi gây ra vụ tấn công. Nhà chức trách Nga chưa xác nhận thông tin này. Reuters đưa tin, người phát ngôn IS Abu Hutaifa al-Ansari đã khen ngợi vụ khủng bố tàn bạo nhằm vào nhà hát ở Moscow tuần trước, khiến 143 người thiệt mạng. Trong một thông điệp được ghi âm phát trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 28 tháng 3, phần tử khủng bố này thậm chí kêu gọi các chân Z của IS nhắm mục tiêu vào quân thập tự trinh ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và Israel. IS nhánh Afghanistan, ISK, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong 20 năm qua trong lãnh thổ Nga tại nhà hát Krokod City, Moscow, hôm 22 tháng 3. Hồi đầu tuần, kênh truyền thông của ISK đăng tải thông điệp cảnh báo tiếp tục tấn công nhằm vào Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27 tháng 3 nói rằng Moscow rất khó tin rằng IS có khả năng tiến hành một cuộc tấn công như vậy. Các nhà điều tra Nga hôm 28 tháng 3 cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các tay súng trong phòng hòa nhạc có liên quan đến những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Một nhận định ngay lập tức bị Mỹ bác bỏ và gọi là vô căn cứ. Ukraine tuyên bố không có liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, Mỹ khẳng định có thông tin tình báo cho rằng ICK là bên duy nhất tiến hành vụ khủng bố. Nga đã bắt 11 nghi phạm trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi vụ tấn công xảy ra, trong đó 7 người đến từ quốc gia Trung Á, Pakistan và số còn lại đến từ Kyrgyzstan. ISK đã không ít lần bày tỏ tham vọng tấn công vượt ra ngoài biên giới, nhấn mạnh rằng lãnh thổ của Hồi giáo không bao giờ bị giới hạn ở Afghanistan mà còn rộng hơn nhiều. Mặt khác, vụ tấn công khủng bố ở Nga cũng cho thấy mối đe dọa từ ứng dụng nhắn tin Telegram. Điện Kremlin hôm 28 tháng 3 đã kêu gọi chủ sở hữu Telegram Pavel Durov hãy chú ý hơn sau khi truyền thông Nga nói rằng ứng dụng nhắn tin này đã được sử dụng để giúp chiêu mộ các tay súng tấn công nhà hát. Ông Durov, một người sinh ra ở Nga, là nhà sáng lập Telegram và ứng dụng này hiện có trụ sở ở Dubai. Ông hiện có hai quốc tịch là Pháp và UAE và sống tại Dubai. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không có ý định chặn ứng dụng Telegram nhưng kêu gọi ông Durov cần phải chú ý với các hoạt động trên ứng dụng này. Ông Peskov nói, chúng tôi mong đợi sự chú ý nhiều hơn từ Pavel Durov bởi vì nguồn tài nguyên này có thể trở thành một công cụ trong tay những kẻ khủng bố và được sử dụng cho mục đích khủng bố. Ông Durov sau đó cho biết các biện pháp đã được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn những gì một loạt người dùng không rõ danh tính đăng các tin nhắn kêu gọi thực hiện các hành động bạo lực mới. Ông tuyên bố hàng chục nghìn nỗ lực gửi những tin nhắn như vậy đã bị chặn và hàng nghìn tài khoản bị chặn vĩnh viễn. Ông Durov cho biết, từ tuần tới, Telegram sẽ dùng các cơ chế trí tuệ nhân tạo để lọc các nội dung. Ông nhấn mạnh, Telegram không phải là nơi dành cho thư giác hoặc kêu gọi bạo lực. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3. Trong một thông báo, cơ quan trên nêu rõ một nghi phạm khác liên quan đến việc tài trợ cho những kẻ khủng bố đã được xác định và bắt giữ. Các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này. Ngoài ra, thông báo cũng cho biết những đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố nói trên có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine ủy ban cho biết nhận định này được đưa ra sau quá trình điều tra thẩm vấn những đối tượng thực hiện vụ tấn công khám xét các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích các giao dịch tài chính ủy ban xác nhận thông tin rằng thủ phạm thực hiện hành động khủng bố đã nhận được khoản tài chính với số lượng đáng kể bao gồm tiền mặt và tiền điện tử và số tiền này được sử dụng để chuẩn bị thực hiện vụ tấn công Ủy ban điều tra Nga đưa ra thông tin trên sau vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Krokos City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga tối 22 tháng 3 vừa qua, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng. Nhà chức trách Nga cho biết 95 người vẫn được cho là mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng này. Trước đó, giới chức Nga cho biết đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố. Ukraine đã kiên quyết bác bỏ nước này có liên quan đến vụ tấn công ở Nga. Hôm 23 tháng 3, ông Mikhail Podolyak, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng Kiev không liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu gần thủ đô Moscow tối 22 tháng 3. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên. Hôm 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga lần đầu tiên cho biết họ đã phát hiện bằng chứng về mối liên hệ giữa các nghi phạm khủng bố với Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời Ủy ban điều tra Nga, sau khi làm việc với những kẻ khủng bố bị giam giữ, nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật thu được từ chúng và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính, chúng tôi đã thu được bằng chứng về mối liên hệ của các nghi phạm với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Cũng theo Ủy ban điều tra Nga, họ có dữ liệu được xác nhận về việc những kẻ tấn công đã nhận được một lượng tiền mặt và tiền điện tử đáng kể từ Ukraine. Ngoài ra, một nghi phạm khác liên quan đến kế hoạch tài trợ cho khủng bố cũng đã bị bắt giữ. Song phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby mô tả các cáo buộc của Nga là vô nghĩa và tuyên truyền, đồng thời khẳng định Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Ông Kirby nói, trên thực tế, Mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn vụ tấn công khủng bố và Điện Kremlin biết điều này. Đầu tháng 3, Mỹ đã công khai cảnh báo cho Nga khi có thông tin tình báo nhận định những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Moscow. Ông Kirby cho biết, Mỹ đã gửi cảnh báo bằng văn bản cho các cơ quan an ninh Nga lúc 11 giờ 15 sáng ngày 7 tháng 3. Giới chức Mỹ tin rằng ISIS-K, một chi nhánh của tổ chức IS ở Afghanistan, là thủ phạm gây ra vụ tấn công trung tâm hòa nhạc Krukos City Hall ở ngoại ô Moscow, khiến 143 người thiệt mạng. Ông Kirby nói thêm, Washington đã chuyển cảnh báo tới Moscow về nhiều mối đe dọa khác nhau kể từ tháng 9 năm 2023 chúng tôi thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cảnh báo của mình. Chúng tôi không bao giờ muốn thấy những người vô tội thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố. Song Nga cho rằng việc Mỹ có thể nêu tên thủ phạm nhanh như vậy là điều đáng nghi. Hồi đầu tuần, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonikov cho rằng ngoài Ukraine, Mỹ và Anh có thể đóng một vai trò nào đó trong vụ khủng bố. Trong 24 giờ sau vụ khủng bố, Nga đã bắt được 11 nghi phạm, bao gồm 4 kẻ bị cáo buộc trực tiếp xả súng vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow. Trong đó, 8 đối tượng gồm 7 người đến từ Pakistan và 1 người từ Kyrgyzstan đang bị giam giữ trước khi xét xử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào ngày 27 tháng 3 nói rằng Moscow rất khó tin rằng nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc Krokus City ở Moscow vào tuần trước, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng. Trong buổi họp báo, bà Zakharova nhắc lại cáo buộc trước đó của giới chức Moscow rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất vào Nga trong 20 năm qua. IS nhánh Afghanistan, gọi tắt là ISISK, đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát, trong khi đó các quan chức Mỹ nói rằng họ có thông tin tình báo cho thấy vụ việc này do một mình ISISK thực hiện và ép không tham gia. Mặt khác, Ukraine cũng đã nhiều lần phủ nhận họ có liên quan đến vụ tấn công tuy nhiên bà zakharova cáo buộc phương tây đã vội vã đổ trách nhiệm cho is như một cách để đánh lạc hướng nhằm né tránh việc ukraine thực hiện vụ tấn công và chính phủ phương tây ủng hộ kiev bà nói để tránh sự nghi ngờ họ cần phải khẩn trương nghĩ ra điều gì đó vì vậy họ đã đổ lỗi cho is theo đúng nghĩa đen là vài giờ sau vụ tấn công khủng bố phương tiện truyền thông phương tây đã bắt đầu phổ biến những thông tin này trước đó tổng thống nga vladimir putin cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi các phần tử hồi giáo cực đoan nhưng cho rằng vụ việc có lợi cho ukraine và kiev có thể có vai trò trong đó ông nói rằng các tay súng thực hiện vụ tấn công đã tìm cách trốn sang ukraine sau vụ việc và kiev có thể đã chuẩn bị lối thoát cho nhóm này ở bên kia biên giới Tuy nhiên, vào hôm 26 tháng 3, lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho hay các tay súng ban đầu đã tìm cách xâm nhập vào nước này trước khi quay đầu và tiến về phía Ukraine sau khi các phần tử này nhận ra rằng các lối đi vào Belarus đã bị phong tỏa. Cơ quan an ninh Nga hôm 26 tháng 3 cáo buộc Ukraine cùng với phương Tây có liên quan đến vụ tấn công ở Moscow. Ngoại trưởng Anh David Cameron sau đó đáp trả rằng những tuyên bố của Nga về phương Tây và Ukraine về vụ tấn công nhà hát Krokus City là hoàn toàn vô nghĩa. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, Nga sau cuộc gặp với người đồng cấp Namibia Peya Muchelega ngày 26 tháng 3, Ngoại trưởng Lavrov đặt câu hỏi Tại sao Interpol không đề nghị hỗ trợ trong các vụ việc khác, như vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic? TASS dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Nga. Cá nhân tôi không thể nhớ được bất kỳ ý tưởng nào của Interpol trong các vụ việc trước đây vốn cũng cần sự quan tâm chặt chẽ của quốc tế. Ví dụ rõ ràng nhất là vụ phá hoại Nord Stream. Ngoại trưởng Nga lưu ý, điều thú vị là chỉ một ngày sau vụ tấn công khủng bố nhà hát Krokus City Hall, phương Tây ra tuyên bố rằng không phải do Ukraine mà là nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cùng lúc đó, lãnh đạo Interpol bất ngờ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi hầu như không cần tới sự trợ giúp như vậy. Sự trợ giúp này rõ ràng là biểu hiện của tiêu chuẩn kép và rất có thể sẽ nhằm thúc đẩy một lý thuyết có lợi cho phương Tây rằng IS đã làm điều đó và Ukraine không liên quan gì. Vụ tấn công khủng bố tại Krokos City Hall ở ngoại ô Moscow, Nga ngày 22 tháng 3 khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và 182 người khác bị thương. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này. Về các vấn đề khác, ông Lavrov cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mushelega về cuộc xung đột Palestine-Israel cũng như vấn đề Yemen. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về cải cách trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Lavrov lưu ý, Nga nhắc lại quan điểm rằng lợi ích của châu Phi cần được xem xét trong quá trình này. Ông Lavrov cảm ơn Namibia vì đã ủng hộ các sáng kiến của Nga tại Liên Hợp Quốc trong việc chống lại hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít và các sáng kiến về giải trừ quân bị, gồm cả lĩnh vực không gian và an ninh mạng ông nói nga rất coi trọng việc tăng cường chủ quyền của các nước châu phi chúng tôi đã nhắc lại quan điểm về việc cần tôn trọng nguyên tắc các vấn đề châu phi giải pháp châu phi cộng đồng quốc tế nên cung cấp cho người châu phi mọi sự hỗ trợ có thể bao gồm cả đào tạo và trang bị cho các hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như tài trợ các dự án nhà ngoại giao nga cho biết nước này cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác với các nước châu phi thông qua cộng đồng phát triển phía nam châu phi sadc